Ngói xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngói sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà lô góc hai mặt thoáng với diện tích trên sổ đỏ là 40,4 m², hướng nhà là hướng đông bắc, ngõ thông và ô tô có thể đi qua nhà, và đặc biệt căn nhà này ô tô có thể vào được nhà nha quý vị. Vị trí là thuộc gần với lại phố Lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, gần như là thuộc trung tâm quận Hà Đông. Với căn nhà này sở hữu được những cái ưu điểm lô góc hai mặt thoáng cực kỳ là thoáng đây mọi người nhé. Và thiết kế xây dựng 5 tầng, công năng sử dụng quá là hợp lý, nằm ở vị trí trung tâm Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại phố Lụa Vạn Phúc nó khoảng tầm 500 m, giao thông đi lại rất là thuận tiện, gần với trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Và với cái căn nhà này thì hoàn thiện xong hết chỉnh chu, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Thiết kế công năng phù hợp, hợp lý, ô tô nhỏ có thể vào được tận nhà. Và với cái căn nhà này thì thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà là lớp cửa cuốn. Thiết kế 5 tầng, tầng 1 để thông sàn, quý vị có thể để xe, hợp lý. Và với cái vị trí ngôi nhà này thì gần như nó nằm ở trung tâm quận Hà Đông. Cái căn nhà này nằm trên mặt ngõ thông và cái ngõ này thì có thể kinh doanh nhỏ nha quý vị. Đấy, đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Lô góc hai mặt thoáng cho nên được cái lợi thế là cửa sổ mở hai bên rất chi là thoáng, hướng nhà hướng đông bắc cũng rất là mát quý vị ạ. Phần hoàn thiện của ngôi nhà này cơ bản đã xong hết 100%, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Ngoài phần cửa chính là cửa cuốn thì ở đây còn một lớp cửa ngách nữa mọi người nhé. Đây, còn một lớp cửa ngách sang phía ngõ bên cạnh, rất là thoáng mọi người ạ. Đấy, và quý vị sẽ không lo rằng khi mà cửa cuốn có vấn đề gì thì vẫn có cái cửa này để quý vị có thể đi ra đi vào rất là ổn định. Và phần tầng 1 thông sàn thì chỉ thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 1 nữa thôi. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, ưu điểm của ngôi nhà thông thoáng, đứng ở dưới tầng 1 đây là ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Quan trọng nhất nó là vị trí thôi mọi người ạ. Và cái giá bán của ngôi nhà này hiện tại chủ nhà đang chào bán với cái giá 6 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu nhé. Đấy. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp gỗ mọi người nhé. Đây, mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với không gian tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế như sau. Thiết kế cho quý vị một không gian phòng bếp ở phía tầng 2 và một phòng khách ở phía tầng 2. Đây là phần không gian phòng bếp nha quý vị. Này, thiết kế rất chỉnh chu, ánh sáng, cửa sổ thông thoáng, với cái phần tủ bếp thiết kế đầy đủ công năng cho quý vị. Ở đây gỗ MDF chống cong vênh, rồi là quạt hút mùi, đây hút mùi là chủ nhà đã lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Mặt bếp thì ốp đá granite rất là chắc chắn. Đây, cửa sổ ở phần phòng bếp đây mọi người ạ. Chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304 đều đã được lắp đặt đầy đủ. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế ở đây là sàn gỗ và thiết kế không gian phòng bếp rất là thoáng. Đây là cái phần phòng khách nha quý vị. Với cái phần phòng khách này, đây, cửa sổ mở tứ phía, chủ nhà có lắp đặt điều hòa tặng cho quý vị ở không gian phòng khách. Cửa sổ trước và cửa sổ sau, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Từ vị trí ngôi nhà này, nó cách với lại trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Nếu như ở cái ngõ này thì nó cách khoảng tầm chỉ 200 m thôi mọi người ạ. Đấy, đi lại khá là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc là trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Cụ thể của nó thì nó thuộc phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội quý vị nhé. Với cái tầng 2 thiết kế phòng khách, phòng bếp, cầu thang ở giữa. Ở đây thì phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách ở đây là có một cái kệ. Đây mọi người ạ, một cái kệ trang trí cũng như là cái tủ nho nhỏ để đồ đây, hợp lý. Ngăn giữa cái phần phòng khách này, phòng bếp này, cầu thang, rồi là vách PVC ở đây là không gian phòng khách của ngôi nhà, kệ để tivi. Đây, hai bên này là tủ kệ để trang trí, hợp lý đúng không ạ? Và ở đây thì có cửa sổ, cửa ở đây gọi là cửa mở ra ban công được đây mọi người này, rất là thoáng nhá. Ngõ thì ngõ thông, giao thông đi lại thuận tiện, cũng như ở đây dân cư thì phải nói là luôn là đông đúc rồi. Mọi người theo em nên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào ạ?
Trên tầng 3, tầng 4 thiết kế cho quý vị cầu thang ở giữa, hành lang đi vào giữa hai phòng ngủ thoáng trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phía tầng 3 mặt bên trong. Thì với cái căn phòng ngủ này, chủ nhà có thiết kế luôn cho mình một bộ giường tủ đờ co rất là đẹp cùng với một cái tông màu. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, ở phía dưới là sàn gỗ. Và cái tông màu của tủ cũng như giường thì mọi người thấy không? Nó rất là hài hòa đúng không ạ? Đó, màu vàng và màu trắng. Ở đây thì cái màu gỗ vàng nhạt. Đấy, không gian với cái phần phòng ngủ này, cửa sổ tự nhiên, đầu chờ ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa, rồi hệ thống trần thạch cao đều đã được lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Cửa thông phòng thiết kế ở đây là cửa gỗ, rất là an toàn. Đồng thời phòng ngủ này quý vị có thể nhìn thấy ở trong có phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh này sử dụng riêng cho cái căn phòng ngủ này quý vị nhé. Đây, đầy đủ cho quý vị về cái bồn cầu cũng như là những cái thiết bị vệ sinh sử dụng trong một phòng. Lavabo bàn đá rất là xinh xắn. Với cái giá bán này thì chủ nhà có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đặc biệt tại thời điểm này quý vị có thể vay vốn ngân hàng căn nhà này tối đa lên tầm 3 tỷ rưỡi mọi người ạ. 3 tỷ rưỡi cho cái phần vay vốn. Và cái phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ đây. Ánh sáng quá là tự nhiên mọi người ạ. Từ cái phần cửa chính cho đến phần cửa sổ. Rồi cái căn nhà này thì cũng có đầy đủ giường, tủ, kệ tivi, điều hòa cho quý vị. Và đặc biệt là mỗi một phòng ngủ thì có một phòng vệ sinh sử dụng riêng trong phòng ngủ đó. Đây, thưa quý vị, rất là đầy đủ, rất là chỉn chu. Chủ nhà thiết kế cái công năng sử dụng tối ưu luôn. Với diện tích chỉ có 40,4m² trên sổ đỏ, tuy nhiên diện tích xây dựng thực tế thì có lớn hơn một chút và có thể chia ra một cái không gian thiết kế tối ưu công năng với những 4 phòng ngủ riêng biệt. Phòng nào thì chủ nhà cũng thiết kế cho mình đầy đủ giường, tủ, táp lô. Với cái giường này kích thước là 1m8, 2m nha quý vị, và tủ quần áo cũng thế, rất là rộng. Với cái phần cửa thông phòng của tất cả các phòng thì thiết kế ở đây cho quý vị, ở đây nó là cửa gỗ mọi người ạ, cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế một tầng 2 phòng ngủ. Vậy thì tầng 4 như thế nào? Mọi người theo em lên trên khám phá tầng 4 nhé. Quý vị ơi, đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với phần tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế chỉ có giống ở tầng 3, đó là hai phòng ngủ thôi. Tuy nhiên với tầng 4 thì thiết kế phòng vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng ở giữa. Đây. Còn đâu thì phòng ngủ ở trên tầng 4 nó có phần nhỉnh hơn, rộng hơn so với tầng 3 quý vị nhé. Như vậy với cái căn nhà này, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là đã có 4 phòng ngủ riêng biệt. Đó. Phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng. Phòng ngủ ở phía bên trong. Bởi vì tầng 3 thiết kế phòng ngủ ở bên trong của mỗi một phòng vệ sinh ở bên trong của mỗi phòng ngủ, cho nên là phòng ngủ có nhỏ hơn một chút so với tầng 4 mọi người ạ. Còn tầng 4 thì nó rộng hơn. Như vậy với cái căn nhà này, phòng khách, phòng bếp, phần để xe ô tô riêng biệt từng căn, vị trí thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Sau đây mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và mọi người ơi, đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, cũng như ở đây thì cửa sổ cũng mở cái chỗ hành lang chỗ cầu thang đi lên mọi người ạ, rất là thoáng và hút gió. Trên đây phần tầng 5 thì ở đây là thiết kế cho quý vị là phần phòng thờ riêng. Đấy, cửa sổ trước sau, và cái căn nhà này thì có hai phần sân phơi trước và sau quý vị nhé, rất là rộng. Xung quanh dân cư đông đúc. Từ vị trí ngôi nhà này thì nói thật với mọi người rồi, nó là trung tâm của quận Hà Đông, gần với đầy đủ tất cả những cái tiện ích chợ trường phường trạm, cũng như những cái tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng, bệnh viện, cũng như trung tâm thương mại, mọi cái đều rất là gần và phù hợp với quý vị. Đi làm cái cung đường như thế nào thì quý vị cứ search Google Maps giúp Ngọc Ánh phố Lụa Hà Đông là ra nhá. Đây, trước và sau, và Ngọc Ánh đã review cụ thể chi tiết cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Với căn nhà 40,4m hướng nhà đông bắc, giá bán 6 tỷ đồng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.